nghệ sĩ Trần Hạnh. Nhiều năm nay ông đã quen với nhịp sống này, hàng ngày ra cửa hàng phụ giúp con dâu bán giày dép, quần áo. Gần 90 tuổi, ông không còn nhớ nổi số phim mình đã đóng, cũng chẳng màng danh lợi nữa. Nhưng nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần này vẫn là niềm vui lớn. Con gái ra khỏi nhà đã mấy hôm rồi. Bao nhiêu người mong chả được. Thế mình được đảng, được nhân dân, được nhà nước để ý đến, phong tặng cho mình thì quý chứ, phấn khởi chứ. Tôi nhớ nhất là cái vai Nguyễn Trãi. Ta trong vở kịch nào không? Lam Sơn Tụ Nghĩa. 4-5 người đóng vai Nguyễn Trãi. Nhưng mà người ta chỉ khen tôi thôi. Tuyết! Sai! Ai bắt thằng Sai của tôi với, trời ơi là trời! Mẹ nhìn đi, đây là tủ mang nhãn hiệu Electrolux. Tủ này là tủ đắt nhất và tốt nhất đấy mẹ ạ. Đẹp, ok, chỗ này đẹp lắm. Có những bài báo mà người ta nói rằng một ông nông dân sống ở giữa Hà Nội, tôi mừng lắm. Bởi vì vun vén làm sao được một cái hình tượng về nông thôn, nông dân như thế là quý lắm chứ. Không phải là ai cũng làm được đâu. Người ta cứ xem phim, xem truyền hình, người ta cứ cảm thấy tôi vất vả. Không phải đâu, cuộc sống của tôi vui vẻ và khỏe mạnh lắm, không có vấn đề gì cả. Tôi ở nhà hát kịch Hà Nội và sau đó về hưu thì đi làm truyền hình, làm phim. Nhưng mà chỉ nghĩ là làm trọn vẹn được cái nhân vật mà được khán giả quý, bà con chúng mình yêu nhau, thế là tốt. Chứ còn tôi chả bao giờ tôi nghĩ nhân dân ưu tú gì cả. Nhưng có thì là mừng. Được cái giải này thì người tôi khỏe lên một tí.